Má ơi, có chuyện nó đảo đến thôi luôn. Ok, bây giờ là bờ lái từ từ Em nha. giờ vô game chơi, gửi gửi request qua nè. Bây giờ là vào game thế này, ok. Bờ lái off. Invite to game nè. Gửi gửi invite qua rồi nó nhận được chưa? Nó có tin nhắn này đúng không? Có thấy có tin nhắn là Nhật VVZ đang gửi một cái invite đây. Nếu thấy trang Vita nha, không cái gì luôn, giống mấy hệ luôn á, kiểu mấy mà cái kiểu mà hoạt động của nó giống mấy trang Vita, mà cũng em cũng thấy nhiều game mà vừa có trên PS3 vừa có trên Vita, nhất mấy game mình đi. Nhiều mà. Xin lỗi thế. Gửi tin nhắn, gửi request à? Nợ Ok, bây giờ là Ascension 7. thử ấy là em chơi mấy game mà nó báo nó lên mạng nó kêu là xóa cái dùng cái rác file gì đó với lại xóa cái lizard IP đây là do tạo một cái file IP là được tự xóa đây xong cái BN nó bị out ra luôn té lên nhập lẻ cái BN vô được đây không hiểu lắm cái độ đó đi có thời gian chút nữa thử ấy là chơi mấy game mà kiểu mấy game mà BKG là file của tẻ từ BN về thì nó đòi cái đó còn chơi từ đĩa thôi thì không bị chơi chơi mấy file show thì không bị nhưng mà em không động cái kiểu file show lắm kiểu phải nhắn vô rồi để nó lót ra ngoài rồi nó mới chơi được á kiểu kiểu nó hiện ra ngoài màn hình nó nhìn nó hay hơn vô chứ thực ra nó cũng bao nhiêu công chuyện. bây giờ là để mở cái Chẳng request đấy là chừa vào cái friend à? Cái mét chắc gốc vậy đúng hả? không chắc vậy đúng không mày biết rồi không biết rồi Đây rồi. Join. Đang quay Join session của Nhật GVZ. thử cái hàng ráng nữa kẻ em đấy Đang bữa tự quay nhiên lướt lướt nghe được cái bì à ăn ráng xong nghiện quá em cũng muốn thử ăn ráng luôn anh có biết cái trò ăn ráng không mừng cái gì cơ? ăn ráng À cái gì? Let it đó À, Snake Eater á. đúng Metal rồi Gear Solid 3. đúng rồi ngồi trong anh vô rồi này ok vậy phim mát này hay là ra vịt mát đi anh thấy sao rồi đúng không Phim mắt đi anh thấy em rồi đúng để xem có thêm người vào rồi em người chơi được rồi ra ra vịt mát đi bắt đầu đi. start mát trên mát chơi cái màn đầu tiên rồi có ba màn ủa sao có ba màn nữa ta ba màn thôi vậy chơi màn đầu tiên luôn đi Ok. tính Cái này là nó ít thì ngày ra là trên PS3 này là chơi được đủ hết các bản Metal Gear mà. Bản 1, 2, 3, 4, 5 là chơi đã có trên PS3 hết. ô có năm luôn rồi có rồi Ớ. bây giờ nó sản phốc enzyme cũ mà phải không Metal Gear nó vẫn Solid xài cái phốc 5 enzyme hơi bị ừ. À đây 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 Đẹp à, rồi. anh Trung Anh kém Đây. kém cái cách giờ cạc lên mua mua súng nha em mua súng trước Đây mà anh lo dưới đó đây nghe em lên trên này anh xuống dưới đây em bán cái này vô anh chắc cái cửa ghét dưới chúng ta
trên này nhặt cũng đó. Trên mạng nó có cái chích lõa là giết giết zombie mà bằng dao thì nó lại tiền hơn. Ừ. Mà Với ông lại coi cái video của ông Hiếu đúng không? Ông quên ông cắt khô xô gì nữa. Mấy y chang mà nó không sai mà. À, cái Đúng. chích lõa này gần gần mười mấy không thì cỡ nào mà chẳng có Đầu game còn là giết bàn melee là mẹ được tiền nhiều hơn. còn còn nếu cảm thấy mình chưa ổn thì bắn được à, Mà trích của ông cá hô solo của phía sau lưng anh này sao không bắn vậy? mà kiểu zombie trong này cày cào phát cũng Chưa không chưa phết thuộc mẹ cày chưa thuộc map lắm. Bản nó có một cửa trên đây này với lại hai cửa trên đây với lại một cửa dưới nữa. Chơi mẹ Call kiểu of nó Duty lạ mẹ ông chơi cái này một Mobile là cửa Call of Duty God rồi, còn của cái Black Ops này đây là đầu chơi. cũng là đầu tiên chơi. Thực Nếu ra kiểu anh cũng chơi thử hết rồi nhưng mà kiểu mỗi 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 cái chơi có một xíu mà chơi kiểu xong rồi kiểu chừng nào mở cửa ta nó đâu có mà khác gì phải giết đủ rồi xong mới đúng rồi. tôi no được power phải giết đủ để mở cái năng lượng Rồi giả lập làm Fortnite nữa. Trên này Xây mấy cái gỗ sổ ui. Vậy? Em bé đúng anh à? này. Tự nhiên mình chơi bị đụng này. Anh như anh bán Đúng trúng rồi. mạnh à, cũng phải để em cứu anh là thất Cái này bại có cái vai luôn à, phải liền. nhiệt có không Cái phải heo súng đã vừa nhưng mà vẫn có brand là cái súng brand mà fire comment nhất là cái cây commando, cái cây nhìn M4 ấy. nút Này bấm được như cũ này nhưng mà ủa sao cái R1 với R2 nó R1 R2 nó bị tráo vị trí với nhau vậy? quả À. trong cài đặt được mà, như của anh là anh bắn súng bằng L2 R2 như bình thường. À, mùa này nên 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 mở năng lượng anh nên mở mấy năng lượng chỗ nào vậy Coi kỹ coi coi có bất cứ cái chỗ nào mà cho mình bấm cái nút được vô không á, không thừa phải chết. bán đi anh à, anh bán em Bán liền, cái này có phải như sai khó vậy. ui thì mẹ đằng sau Nó sao có anh chết rồi à. à, cán bộ dày chết rồi không giúp Mẹ được gì cho dân nữa. ngoài muốn Nghe em có súng imagine rồi mà ra dĩa vô người nó là bắn không ngoài mua súng còn phải đi mua nước ngọt nữa. rồi. Đẹo 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 Đồ đẹo bản này cũng đẹo biết nó ngọt rồi kêu tự động quá rồi cứu bọn lên đây à, mang nước không zombie của phần World S4 này phần đó hồi phát ít 35 nhận mấy chết chưa thế bây giờ nhanh 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 đây 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 tới đây tới đây ok tại đang bắn ở đằng à, trước cũng thì phải để nhặt cứu mà ok đang bắn ở đằng trước thì thế rồi bài đâu tình nhưng mà cái power chỗ nào vậy nó kêu tôi non for một pitch là chỗ nào đi 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 bui mấy cái barrel này đi anh mấy cửa sổ rồi lẹ nhăn á lẹ chỗ khác đi tự nhiên em đang vui rồi mà mỗi người một mỗi cửa đi mỗi mỗi người giữ khu đi chứ à mà mỗi kiểu chạy người qua là nhà một vực mỗi dễ người bị là chết sẽ lắm. giữ một khu này một khu vực này ok Ừ. ở đây để bui lại ở dưới này Ủa sốc lại nè nữa rồi. Bạn phát cho hai phát Cán kìa bộ ơi. người Cái đông mà lắm zombie trong phần lướt ốc một mà cái phần hơi bonus thêm á sau khi mà chơi á phần thế hey, má xuống cứu cán bộ chết luôn đấy nhanh đã bảo bọn này nó tát cho hai phát là chết rồi thì nó nhanh vãi chưởng zombie mạnh bớt ai mà đi ông cái bóng phát cơ mẹ nó ông thấy em kêu nhiều hơn nhiều mà không lại 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 đây lại đi chắc là à. vì mình chưa quen map rồi quen map chơi sẽ ổn hơn. Là một đống qua chuyện mắm này không vẫn vẫn là mắm này có chỉnh độ khó được không ta không tôi Độ khó là như thế rồi. nè tí hôm nọ đợt trước mất công chơi vẽ một đống game BKG về xong kè vô
Đợt trước chơi cái Call of Ê. Duty God với Zombie nó khó vãi chưởng. Bốn thằng chơi liên tục cả buổi mới xong. Là cả buổi mà đi hết cái gì qua rồi đi. Đó là một sạc cung nè. Cho anh thấy một sạc cung hợp không? Này mua sống nổi. À, hình như có upgrade armor được nữa hả? Có. Này mấy cái này. Búa này có. Power first là chỗ nào luôn? Anh ngó từ cái chỗ power thôi chứ đứng cho đó chút nữa là nó đông như vậy là cũng không có cản được đâu. Tôi nói power first. Power chỗ nào ra? Ở đây nó cũng có turn on power first này. Nói chung là nên là phải bật mình bật cái gì cái đấy lên hay sao ấy. Phải bật cái gì đó lên á. Nó Nó nằm không là nè. đứng đứng cho đó anh chạm nữa là không có bắn được đâu. À, có phải cái map mấy ông đang chơi là Kino The Tonten gì đó không ta? Không biết. Map đầu tiên luôn không? À, đúng rồi, map đầu tiên luôn. Khoan để coi cái tên cái power đó nó đâu cái là có cái video hướng dẫn. À, mấy ông kia ôi vô vãi liền mẹ nó PS3 cái đi. Yeah, đang chờ thế. Một PS3 siêu rẻ luôn. Rẻ vãi chưởng, cũng rẻ hơn như PS Vita luôn, mua một con mà chơi. Nó rẻ nó mất mà bây giờ em có lấy chơi em có phá nữa em cũng không tiếc. Kêu bây giờ nó có hư em cũng không tiếc kiểu vậy. Em mua về xong là em tháo ra luôn. Ê, ở đâu rồi? Tôi Này non kiệt mẹ lơ. Power đâu nhờ? Khoan để coi cái. Ê, À, bên này đây. mà bên này Cái bán đủ nó 500 tiền lên đây đi mở luôn. cái đây bên Nó này đang thấy đi bước sâu lắm rồi. rồi nè đủ đủ anh có bao nhiêu tiền rồi Cái anh power quyết có bao nhiêu là tiền 720, 620 720 tiền là cái nào nhỉ? Cái trên là cái chữ cái gì? dòng cái dòng ở trên đó. Cái dòng ngay trên vũ khí ấy Đây rồi, tầm rồi này bán thử chút đây em mở cửa đây nè. 900 Nè, à 750 em này mở được cửa này, hiểu chưa? Đúng rồi. Rồi cứ bán lên tiền là mở mở tiếp để có tới chỗ để em để mở được chứ không? à ở đây có súng liên thanh này Cái chỗ power cái chỗ mà tôi nó power là phải mở một cái cổng ra nữa. Ừ, đó. rồi Nó mở chạy cửa ra rồi xong rồi làm gì nữa mở mở cửa ra nó có nếu như ông chạy vô mà thấy có chỗ nào đang chớp nháy cái đèn á là cái chỗ đó. Là cái chỗ đó mình cần phải tôi có power á. chớp đèn chưa thấy Cái chỗ nếu như mà đi vô từ hướng cửa thì nó sẽ chớp đèn đó bên trái, bên này trái. anh còn bao nhiêu tiền không trung ơi 340 340 cái chỗ mà tôi power nó có một cái nhìn như cái tia sáng chỉ vô á chỗ đó bên bên này nó cần 1.000 tiền nó mở ra nè bên kia nó cần 1.000 tiền nó mở ra thôi tôi mở đi lên quanh đã. Bên này còn bao nhiêu tiền là sao mới sáu trăm mấy rồi răng 670 1.000 rồi em mở cứ 1.000 rồi có đây 1.000 nữa rồi mở đi em hết tiền mất luôn rồi cho cái sống đi em hết tiền rồi anh mấy con vợ em cái em đi mua súng khác luôn đây cũng vừa mở xong một cái nó còn 70 đồng đây anh còn 1.001 này mà của anh là 1.001 á thế anh là dòng ở dưới á còn em là dòng ở trên đúng không à bên dưới được của anh á à, em tưởng còn dòng ở trên em mở ra em mới tiêu tiền á cái chỗ mà cái power cái cổng nó rút cái rồi này nó nhảy xuống bên dưới lại đúng không ta anh trên đây có map này có map này đây là cửa này nha Thompson cửa này đúng không từ từ Ok để dành tiền để ái đây để dành tiền để mua mua súng dành tiền đi mở cửa đi chứ ồ mà một không súng nên mua nha thâm sân nha giờ tại không không nên mua thâm sân à đụng mà mới nó nói vậy xong luôn đây nó là ui một B40 vãi rồi kệ đi xong rồi có một B40 hiệu hô đại mình tự tin hơn hẳn về sao kiếm được cái khẩu mà commando cái khẩu nhìn M4 á khẩu đó khá là ok á
Hoặc là zombie nó sẽ đi vô từ đâu ta? Ở trên này rồi, bên này, bên này. Bất cứ chỗ nào có lỗ zombie chạy vô. Nói bên đó, bên đó, bên cái cửa nè. Anh Trung Anh tí mẹ cám cách chờ cạn vô cho mấy anh coi với. Anh có cách chờ cạn đúng không? Có, đang cắt rồi. Rồi đang cắt rồi. Nó vừa cắt rồi, cắt rồi một đúng rồi. Ở đâu nữa ta? Coi cái map là thế nào? Có phải là trưởng. Ở đâu, đâu, đâu rồi? Đâu má làm trưởng vậy? Nếu nó mở không cũng xếp là chạy vô có liền. Tự nhiên nó nhảy từ trên cái lỗ ở trên kia xuống tật cao mình. Nó chơi game nhập file quá anh. Bé bé sẽ giống phải game emo đâu mà nhập file dưới này. Emo mất turn on power first, lúc đó phải turn on power. Cái chỗ mà turn on power first á, nếu như ông thấy cái công tắc đó không, ông nhìn ổng trước mặt nó có cái ổng sắt á. Là mở cái ổng sắt. Em muốn chết bọn rồi. Chứ bọn này khỏe nhờ, nó tát cho phát nó sẽ chết rồi. Zombie này các bạn ấy. Mẹ toàn toàn đồ. Zombie trong này xịn mấy mình. Đấy. Làm lại làm lại lên. Ê ông anh đang cáp tên gì vậy? Đang YouTube cáp. Này. Hả? Đó là trên YouTube chạy. Anh đang cáp trên YouTube hay là trên Discord rồi? Cáp vào off thôi. Cáp vào offline. Cáp vào mày. Cáp offline xong rồi up sau chứ stream lên YouTube lát lắm, máy stream trên YouTube đó là khỏi khỏi trí. Anh đang cắt mày OBS đúng không? Thế là stream OBS trên đây. OBS stream thêm cái OBS trên đây nè. Stream cái OBS trên Discord thôi, cho mấy anh coi vui. Nè là cái The Power mẹ nó rối tới cái mức mà hồi 2016 vẫn có người phải làm video tutorial. Đầu tiên là anh một cửa, đầu tiên là anh em mở cho cửa sàn anh mở đi. Ok, mỗi người mở một cửa. Mà vậy để chia tiền bớt ha, để tìm mua súng với là năng đạn. Xong đi gần nhau tí, đi lẻ lẻ ra toàn bị tát cho hai phát, không chỉ tát cho hai phát chết. Cũng sao anh không bán, anh vẫn chưa bán được viên nào vậy? Anh chưa bán được viên nào đúng không? Anh xây cửa nó cũng cộng tiền. Cái cửa dưới này cũng mở được này. Cửa trên cũng mở được mà cửa dưới này cũng mở được này. Nên là sao ta? Cửa mở cửa trên cũng được, mở cửa dưới cũng được. Ê mà cái vụ dạ mở cửa trên hay mở cửa dưới nè. Hồi nãy mở cửa trên là đúng không? Ông tên có power gì đó chưa vậy? Chữa đang mới chơi lại rồi. Ok. Cái đội ở tôi chơi đó. Dưới thêm. Tụt tử để đông đông nó dùng. À cái được mở cửa chơi đó. Cái cửa mà đi gần chỗ. Cái đó chết hết quái trong đang hiện ra khu vực á. Cái mà bom nguyên tử luôn. Cái mà cái. Ờ cái bom nguyên tử. Tự nhiên đang chưa có con nào nó không dùng. Quả ra đúng phí. Phải mà nó cho max ammo thì ok. Nhờ mát ra mò thì lấy luôn cũng được. Em biết cái game Call of Duty Zombie đầu tiên em chơi là cái nào? Này, cửa bên này nè, để mở cửa dưới này. Là cái nào? Ô xuống này. Dưới này có một cửa này, ở trên cũng có một cửa, ở dưới cũng có một cửa. Nãy mở cửa trên rồi đúng không? Giờ mở cửa dưới luôn. Em mở này tí nữa anh mở cửa nè. Call of Duty đầu tiên anh chơi là bản World at War. Em chơi Call of Duty Mobile cơ. Bảo mua đài nó có sự kiện zombie á. Vô bán nó y chang luôn á. Em chơi Call of Duty bản đầu tiên là đúng là bản bản đầu tiên luôn á. Bản thể mà. Rồi giờ tao chơi qua mobile với mấy cái kiểu mà Modern Warfare cũ á. Nguyên cái. Ở nhưng mà phần World at War không hiểu sao mà nó ra trước cả Modern Warfare mà xong trong cái chuyện nó hơi rác nhỉ. Nó rác thằng xây mấy phần Modern Warfare á. Rác vậy nó một trong những bản Call of Duty hay nhất mà World at War. Là bản nam đó nha. World at War trên PS3 nó còn có chế độ chia đôi màn hình để cho hai người cùng chơi một lúc mà.
Con này cũng có mà. Đó có nhiều. Con này cũng có mà. Qua phần Black Ops 2 là chia 4 không ra. Không. Sáng ngày anh đang đấu tìm mở cửa đây rồi. Mấy bản sau ấy là nó có chia đôi nhưng mà nó lại chỉ chia đôi lúc chơi online hay multiplayer thôi. Còn bản World at War nó còn chia đôi cả trong cái chơi cốt truyện cơ mà. Dễ khổ mà, giống có đồ. Cái phần World at War chơi giáp là không? World at War bây giờ chơi online vẫn đông. Trước thì luôn. Trước ở Hà Nội, anh với thằng bạn mỗi người một tay cầm chia đôi màn hình chơi hết cái phần chiến dịch mà. Đẹp. Các bạn cái phần của West World thì lại là các bạn sau này chia đôi màn hình nhưng mà chỉ chơi online được thôi chứ nó không chia đôi màn hình chơi đơn được. Anh đấu tiền ra mở cửa đi. Cái phần của bán cho anh ra mở cửa đi, ra mở cửa đi em bán tiền đề cho West World. Cửa nào? Của West World tiền đề cho West World. Man. You see what happens when you touch Nikolai? Đừng chạy quá anh. Don't worry, just trip. Cửa đâu, em hình như là từ đợt năm đổ đi á, bên này nè má. Từ bắt đầu đợt năm đổ đi là có chó đó. Ok, cửa đấy rồi. Đợt năm năm zombie bắt đầu có chó rồi cho nên quý. Ra ngoài đúng không? Vậy vẫn nói chung vẫn chưa biết được cái mình phải làm cái gì nếu không chứ không đi lẩn quẩn vậy là không có win được đâu. Vẫn chưa biết là phải làm cái gì thì thông thường cửa nằm ở bao cầm bao nhiêu hàng hai nữa luôn mở mấy khu vực cho nó rộng ra rồi sẽ ta là cái mục đích tối thượng là càng bắn càng mấy điểm thôi chứ cũng không có chia mấy. Hình như đây là cái nhà máy điện đúng không, nhà máy điện nè. Đúng rồi, nếu vô trong đó nó có cái đèn nhấp nháy là đúng chỗ đó đó. Đèn nhấp nháy rồi có không anh? Bên này còn cửa này, chắc là cửa này. Cái này mở cửa vô trong đó. Ra ngoài bắn. Xuống dưới này. Xuống dưới này rộng rãi bắn. Bắn xí này mở cửa đó. Em nghĩ là cái tower chắc ở trong đó. Ờ, nó trong cái cửa đó đó. Anh này, anh bắn ngay điểm. Ừ, rồi đi mở đây em đang cover vậy. Em nghĩ là chắc nó cũng còn đâu trong này. Cái này cũng có, nãy thấy có cửa chắc lúc nào ra được. 1, 2, 50. Một tiêu 40 tiền. 40 tiền là máy cướp. Kéo áo. Để mai đi. Bữa nào chơi em nay. Bắn đây. Ok. Rồi đây em bắn mấy con còn lại. Ê, về nhanh, chúng nó chui ra đông lắm rồi đấy này. Rút. Ui, vệ trên trong nhà cũng có. Ui. Nhà cũng có này. Ui. Trời ơi, tiền của tôi. Trời ơi, tiền của em. Cùng nhau đi trong nhà cũng có mà, chui ra đấy làm chi. À, đông quá anh ơi, ngoài này đông lắm. Trời ơi, nó ra đầu luôn anh ơi. Em không có súng nữa anh ơi. Nằm quá anh ơi. Tôi thì lại thế thì chết chắc rồi. Giết ngay mà. Tôi bảo đi cùng nhau mà. Lúc combine nó quay đó. Trời ơi, đông thế đi cùng nhau cho chết chầm anh ơi. Phải cướp phải hộ tống anh về mở cửa. Mẹ đông vậy đi cùng nhau chết chầm mà. À, mệt ghê. Ờ, mẹ ra làm cái đi bàn nè. Lại đi. Em mở lại nghe. Rồi xong đó mình làm xoay đang loát em gỡ lại cái mời rồi ra làm cái
ra kiếm mấy thằng khác vô nó phụ luôn. Ok, nghĩa là bây giờ ra làm team 4 người đúng không? Nè má làm từ 4 10 nó khó quá, sử dụng sức mạnh của đồng đội, sức mạnh của tình bạn. Bảo Chúng ta phải áp dụng được à, mẹ sức Người mạnh anh tối em thượng. Người anh Má tự yếu nha anh em tao đông, kiểu như he em thì đánh được với một em với một anh, đánh có vẻ khó anh Wow. nè. Đây là buổi sáng tôi mang cái cáp từ cạc ra tôi cáp lên cho. Tuần sau mấy con mới về to gấp đôi Ờ, nhân có cáp chơi mà cáp thì cái cáp phát lên của anh người đang cáp mất offline công rồi. ngấy là quên rồi, giờ lục ra nó tốn thời gian chơi nhanh thêm ván nữa em ra em chơi liên minh chỉ có đèn bạn nói nãy giờ mất tốn lại nhiều. Em chỉ chơi được đâu từ khoảng 7 giờ tới 9 giờ à. Tưởng tượng giờ mua Vita về rồi cắm giá HDMI vô cái laptop Ê, chơi 9 kiểu cũng giờ được chơi, chơi luôn đi. Bây giờ đó chỗ tạo lại vậy. phòng nó ngồi mời chúng nó lâu phết. Anh vô chưa? Bây giờ mời lại chưa? Mời rồi mà. Ồ, đấy, được ok, chờ tí. Vô chưa? Hay là tìm? À, để em tìm pin mát đi. À, dầm bầy. Ờ, con ổ nó có tới 7 màn mà ta. Sao chưa mở được máy kia ta về. À Chắc mẹ là đi là chơi hay là mới chơi DLC mấy lên cho ông. được. Chỗ mát zombie. Cái nào nó dễ chơi. Em Mình ready. Lobby. Nhưng mà xong lúc bè không thấy ai vậy? Hay là nó chơi đang chơi game khác không ta? Nó đang chơi cái map khác không? Hay sẵn sàng đúng không? Nhưng mà chưa thấy thằng nào luôn. Không thấy Đó, cái lobby nữa. có cả map trên mặt trăng ấy, cả moon này map zombie có cả trên mặt trăng. Hot map Shinonuma là lúc trước là từng chơi bên mobile này. Ở cái map mà Shinonuma nhé, giờ vô chơi luôn như tại map đá trên qua nữa có rồi hết cho nên mình quen. Áp đéo gì để mỗi chữ file thôi này. Thấy nó tới 100 mấy thầy đang chơi cái map đầu tiên mà sao vô không thấy gì hết rồi. Từ từ quay lại thôi. Là con game mười thấy đã có Liu cả mấy Tati Pin Nhân Kino De Token. có cả subreddit riêng cho Call of Duty zombie này anh chị. Càng nghe người nữa. Bây giờ sao là kiểu như mời đứa khác rồi hay là chờ Thử đánh lại mời coi thế coi coi có ai mất vô không. chờ hay vô luôn bắn luôn mẹ chờ lắm nghe anh Chơi chơi. thắng bộ ơi Đang chờ đấy. thắng chờ luôn ra đây luôn thì sao mất mất đi kiếm mất được. Nó là vô luôn này. Có luôn cả phiên bản Call of Duty Zombie nguyên gốc ở trên iOS hay gì. Mẹ cái chế độ này chơi ví dụ như mẹ chơi solo sao chơi nhỉ? Chơi solo á, trình cao. Có nhiều tầm trình Lúc trước cao tôi chơi thử đi solo thật đi solo. chứ. Lúc trước tôi solo thử rồi mà nó khó. Nó khó thiệt á, trên tiếng đùa. Hoặc ít nhất là như thế cho thầy gì. Chơi đóng thằng mình đép qua đép lại không ổn. Ok, tiếp tục, ăn hai. We need to get the power on. Anh là một sọc luôn. Ra
Titan thì nó hơi nó mạnh thì là kiểu đàn ông cái kiểu nó hơi Tí nữa mình sẽ tạm dừng lại một tí để mình mua súng. Mình nãy là mình để dành mở cửa đi nhanh quá cho nên là súng nó yếu, đến lúc quái đông thì lại không có hỏa lực, cho nên tí nữa mình dừng lại một chặng mình mua súng. Mỗi thì nào có mua lấy mấy súng khẩu mà từ ít nhất là từ SMG đúng lên á, hoặc là trường nhà tốt rival mỗi tao một Outset khẩu MP14 để cho nó lành. này có trái là MP14 nó mạnh không vậy? Nó nhiều đạn, cơ bản là về cơ bản nó nhiều đạn. Nhiều đạn không có nghĩa là mạnh nên à. Cái này trong mẹ game sách ra bang nó mới chết được hai con này, bé có heavy thì chết hai con nạp đạn nó hơi lâu thôi chứ còn mạnh thì có với bà. MP14 hay là MP14 Mẹ bây giờ mở cửa trên trước hay mở cửa dưới trước ta? khẩu của Đức Quốc xã trong Call of Duty có mấy khẩu MP40 ngon. đúng. Bây giờ MP40 theo anh nhầm, là nên mở cửa, anh nên MP40 mở cửa, theo anh là nên mở cửa trên trước hay mở cửa dưới trước vậy? cửa nào cũng được, cửa trên đi. Em cái chiến thuật trên mà thực ra nó đứng ở đây thì nó chưa tạo ra thì dùng dao ngon hơn. Tầm này không có dao dựa gì hết, cứ bắn từ trước cho nó lành. Dao dựa nó vả cho cái đi hết cả người. Chạy quanh quanh thử nếu có cái tay rồi bốn bốn thì hốt luôn thành quan thì tồn bằng. À, bây giờ thì cái điểm của em ở dưới này. À, cái điểm của bản thân nó sẽ có màu xanh, cái số tiền của bản thân nó sẽ có màu xanh này. Ok. Của anh là ba trăm mấy đúng không? Của anh màu xanh là nó ba trăm mấy. Ngoài việc bắn ra thì mình phải đi xây mấy Bây cái kia giờ nữa lấy tiền cho nó nhanh. mở cửa nhá. Mở cửa trên này, mở trên ở dưới. Mở dưới đi. Ê, sao nãy anh kêu trên không có tiền đó đâu mà mở. Né ra cho mẹ chuyên gia làm việc này. Bán cái này một cái, cái này một cái này là gì đây? MBL 1.000 tiền. cày tiền ở đây xem có súng gì ngon không, nếu có thì cày tiền để mua. Coi 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 có cái súng nào về đằng đầu được không ta, nó lại gợi ý cái nó phải liền nè. Đông 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 lùi lùi bắn từ từ rồi nó lại vậy tung đạn từ từ nhỉ, bắn hết đạn đi nhỉ. Qua bên kia cũng có cửa này. Trời lò lò ngó bên này nữa nè. Nhạc 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 đây chính hết đạn anh. Nên là mới mất là nằm ăn là kìa bao nhiêu tiền 8 rưỡi nha. Cái cây MBL này ngon không? Nhạc được không? Đâu còn nào. MBL này. Các Cây cây đó thuộc bùng. dòng không ra hả? Nhìn trông có vẻ nhiều đạn. Em nói rồi mẹ nhiều đại ít đạn quan trọng chết chị Nhưng mà nhiều đạn nó yên tâm hơn mình là cầm khẩu thò có 2 viên bắn trượt phát đạn chút. rồi bỏ mẹ kỹ năng vấn đề kỹ năng kỹ năng bắn trượt 2 viên là coi như là chết, nhưng mà kia nhiều đạn có quại trượt vài viên thì mình vẫn làm chậm được. Anh ta anh chuột bạch ở đấy. Ui ui đằng này cũng có này đi. Yo, zombie, wanna try out my new gun? Ui mẹ, cái đạn thế. Có 24 viên đạn ạ. À. Vãi, thôi đừng có nhặt. 24 rồi. Cái đấy. Viên. Quại thì em bây giờ anh đến lấy tiền mở cửa, anh bắn đi em mở cửa. Ok, mở ra ngoài này rồi đúng không? Đây. Đây.
đây nãy là ra đây là xong con này luôn. À, vậy là mình có 4 lần AK-47 này. Ồ, được này, được, em để tìm luôn AK-47. AK-47 AK-47 ngắn của Liên Xô. AK-74 em sẽ để tìm một cái đó. AK-74 đâu em bay đâu ra đây. Let him come, let him burn, let him cook. Mình cũng hết vậy để em bắn như cái này nó không có vụ kiểu như mình mua súng là rớt một cây súng ra cho mình phải trả lại cái súng cũ cho đồng đội. À, cái này là thời gian mà anh bắn ta ta cái thời gian mà anh ơi chứ anh cho mình ơi sao lại có chó đấy này sương mù từ hết vậy có chó à, đúng rồi sương mù là có chó chó đấy. Ừ đâu tự nhiên nhiên thể hiện đang chó à, tôi chết mẹ rồi, tự nhiên chó mạnh thế. Chó mạnh thiệt, vừa chạy nhanh bên vượt chó nào lần đầu mà anh thế thì thắng kiểu gì. Yêu con bảo có, nó bị chó đuổi kia chứ. Từ từ. Rồi, cứu nhanh thêm cái đó, nhanh. Cứu, bắn thôi, bắn cổng chợ rồi cứu. Đây. Trẻ rồi. Trẻ rồi. Bây giờ là mình theo dõi Nhật. Mẹ tiền đâu rồi, vẫn chưa đủ tiền mua cái này nếu 1.000 kia. Vô dụng. Ngon. Ngon. Mẹ bọn chó ở đâu? Ra đây. Nhà là cái bọn AK trên tay của bạn chưa có tiền. Sao anh nhiều tiền vậy mà em đâu có tiền vậy? Anh vậy tay đạo ngay từ đến bao nhiêu tay gỗ là lấy tiền từ nó phải khác. Đi cùng nhau đi bọn nó bắt đầu chào ra. Cái gì vậy? Sau lưng có đấy. Anh nhảy từ đâu xuống vậy? Đây. Đừng bắn nó, để em bắn thôi, để em bắn rơi. Sao anh chết nữa rồi? Ba con ùa ra đây. Em chưa có sống. Ôi gõ nhau bắn chạy đi lẻ, khó thế. À đúng rồi, tới rau sáng mình, rau nam mà có chó à. Thì đó, nhưng mà đã được. Rau nào mới lộ chó rồi. Thế nào, chơi Liên Minh chưa? Dạy phé. Thôi nghe được rồi, nhẹ được rồi đó, em chơi Liên Minh à. Okay. Vậy là mẹ mình phải đi càng nhanh càng tốt hả? Để cái rau càng lâu thì đem khoán nó ra càng nhiều. Okay. Thì bắt đầu từ rau 3, rau 4 nó bắt đầu diễn. Thì một con zombie để chạy vòng vòng đi. Nhẹ nhàng vậy.